Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny. Hiện tại thì xe của Sunny đang di chuyển trên cao tốc Phan Thiết đi Dầu Dây các bạn nhé. Sunny cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay Sunny cũng xin chia sẻ thêm với các bạn một số lưu ý khi chúng ta di chuyển trên cao tốc Phan Thiết đi Dầu Dây. Như các bạn đã biết, mặc dù cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đã được chính thức thông xe từ ngày 29 tháng 4, nhưng thực tế thì vẫn còn đang tiếp tục thi công các hạng mục phụ như là gia cố các mái tơ ly hai bên đường, cũng như là các hệ thống đường dẫn tại các nút giao. Trên toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì có 7 nút giao, nhưng mà hiện tại thì mới chỉ khai thác 3 nút giao thôi các bạn ạ. Còn lại 4 nút giao thì các đơn vị thi công đang tiếp tục thi công, và theo thông tin mới nhất thì các đơn vị đang quyết tâm và nỗ lực hoàn thành các nút giao còn lại trong tháng 6 này các bạn nhé. Và khi các bạn di chuyển trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vào thời điểm này thì các bạn nên chú ý quan sát các biển báo giới hạn tốc độ. Các bạn cần lưu ý có một số đoạn giới hạn tốc độ là 80 km/h. Thường thì những đoạn giới hạn tốc độ 80 km/h thì thường chỉ là một đoạn ngắn đi qua các điểm đang thi công, nhưng có một đoạn thì giới hạn tốc độ 80 km/h ở một đoạn khá dài, nên mình muốn chia sẻ cái hình ảnh về cái đoạn đường này để các bạn khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc Phan Thiết đi Dầu Dây chúng ta chú ý nhé. Các bạn vừa quan sát thấy cái bảng giới hạn tốc độ 80 km/h ở khúc này là ngay nút giao tại quốc lộ 55 tại sông Phan Hàm Tân các bạn nhé. Các bạn có thể thấy những hình ảnh các đơn vị đang thi công hệ thống đường dẫn cũng như trạm thu phí tại nút giao này các bạn nhé. Các bạn cần lưu ý ở cái đoạn đường này, tại vì mình thấy một số tài xế thì khi đi qua nút giao này thì cứ ngỡ là mình đã đi qua hết cái đoạn đường giới hạn tốc độ 80 km/h. Nhưng thực tế là chưa hết đoạn đường giới hạn tốc độ 80 km/h các bạn nhé. Các bạn tiếp tục theo dõi video, mình sẽ quay cho các bạn xem cái bảng hết giới hạn tốc độ 80 km/h cách cái nút giao này khoảng 3 km các bạn ạ.
Ở đoạn này các bạn có thể quan sát thấy cái bảng hết giới hạn tốc độ 80 km/h, nên các bạn cần chú ý các bạn nhé. Video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Nếu thấy hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.